Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Chứng khoán System. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn review về một cái điểm mua của một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay cái hệ thống của chúng ta nó kích hoạt về thế mua. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng đó là cái hệ thống ấy thì nó có rất là nhiều yếu tố các bạn. Và chúng ta cần phải có sự quan tâm và có sự luyện tập ở từng yếu tố khác nhau. Và cái việc mà chúng ta set up một cái vị thế mua mà nó đầy đủ các yếu tố, nó luôn luôn là một cái kỹ thuật và cực kỳ quan trọng trong cái hệ thống của mình các bạn. Một cái việc mà chúng ta set up một cái vị thế mua không chỉ là một cái mức giá để mua đâu các bạn, mà nó còn là cái quy mô vị thế của các bạn như thế nào, rồi cái stop loss tối ưu của các bạn ra sao, rồi nhiều cái yếu tố khác nữa, nó cấu thành nên một cái điểm mua tối ưu mà tại cái điểm mua đó chúng ta có lợi thế, thì đó mới là một cái điểm mua tối ưu các bạn. Và một cái hệ thống hoàn chỉnh cho phép chúng ta set up được cái điểm mua như vậy đó. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái việc mà set up cái điểm mua của cổ phiếu TIG. TIG thực chất là trước đây mình đã chia sẻ cho các bạn một cái điểm mua ở phía trước đây các bạn này. Tuy nhiên cái điểm mua đó thật sự nó không có thật sự tốt, không có thật sự đẹp bằng cái điểm mua ngày hôm nay. Mình đánh giá cái điểm mua ngày hôm nay nó cao hơn, nó tốt hơn cái điểm mua ngày hôm trước rất là nhiều. Tuy nhiên bạn nào mà mua ở cái phiên hôm trước các bạn, đâu đó khoảng một tháng trước, thì với cái pivot này thì các bạn không có được phép bổ sung thêm vị thế các bạn. Bởi vì theo một cái nguyên tắc mà bản thân mình luôn đặt ra cho cái hệ thống của mình, đó là chỉ bổ sung vị thế, chỉ có thêm cái vị thế các bạn, thêm cái quy mô vị thế khi mà chúng ta đang có lợi thế. Có lợi thế ở đây là bao nhiêu, mà mình thường lấy con số là 1R, có nghĩa là rủi ro của mình là 1R, thì mình phải đạt được cái lợi nhuận là trên cái mức đó. Đó, rủi ro của mình là 8%, thì mình phải đạt được trên mức 8%, có thể là 10%, 12%, thì lúc đó xuất hiện cái điểm mua tiếp theo, mình mới nghĩ đến cái việc là mình bổ sung vị thế. Thì lúc đó tổng hai vị thế của mình nó sẽ có cái lợi thế các bạn. Chứ còn cái việc mà cái điểm mua ban đầu của bạn, cái lợi thế nó chưa quá lớn, nó đâu đó ngày hôm nay nó đâu đó nó chỉ tầm nó 5%, thì nó vẫn chưa đủ nhiều, chưa đủ mạnh để mà nó có thể bảo hiểm cho cả hai cái điểm mua các bạn. Cho nên đó là cái lưu ý đầu tiên mà mình thực sự lưu ý với các bạn mà thường xuyên theo dõi kênh của mình nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng set up về cái điểm mua này. Thì mình thường sử dụng hai cái file các bạn. File đầu tiên là cái biểu đồ, và cái thứ hai đó là cái file set up của mình và set up theo cái hệ thống của mình các bạn. Và mình thường sử dụng như vậy bởi vì là thứ nhất là nó có cái sự kiểm tra chéo cho nhau. Cái thứ hai, đây là cái file mà các bạn có thể lưu lại các bạn. Các bạn có thể lưu lại rồi các bạn có thể sau này viết nhật ký giao dịch, thì các bạn gần như là các bạn không cần phải điền thông tin nữa, thì riêng cái file setup này nó có đầy đủ các thông tin cho bạn, và sau này tất cả những cái thống kê, tất cả mọi thứ của bạn nó đều nằm ở đây, nó giống như là một cái báo cáo tài chính cho cái hệ thống của các bạn các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ có được cái bức tranh về mặt số học, về mặt thống kê cho cái hệ thống của các bạn nó sẽ tốt hơn đó. Và cái việc mà một cái file nó có thể tính toán cho chúng ta những con số nó sẽ chuẩn xác hơn đó, và nó sẽ có một cái độ khách quan hơn nha các bạn. Rồi, thì TIG trước tiên là nó thuộc, nó đâu đó là trên 2.000 tỷ cái market cap của nó các bạn. Thì mình luôn có quy định cho cái market cap của mình, và với cái market cap trên 2.000 tỷ này, nó thuộc một cái zone, mà tại cái zone market cap đó nó thỏa mãn cái tiêu chí của mình các bạn, nó thỏa mãn. Thường mình có một cái bài nghiên cứu về market cap nó như thế này các bạn. Thì mình sẽ xác định được cái zone, cái vùng nào là cái vùng mà lợi thế cho cái việc mà một cái cổ phiếu tăng trưởng đó. Thì với một cái market cap giống như hiện tại của TIG thì nó hoàn toàn thỏa mãn cái bức tranh đó. Cái thứ hai là cái mẫu hình xu hướng, mình chỉ quan tâm đến những cổ phiếu mà thỏa mãn các tiêu chí của mẫu hình xu hướng các bạn. Các tiêu chí của mẫu hình xu hướng mình đã chia sẻ các bạn rất là nhiều trên cái kênh của mình, các bạn có thể tìm lại các video đó để mà có thể xem và có thể nắm được những cái thông tin nó rõ hơn như các bạn. Và cổ phiếu này hoàn toàn thỏa mãn cái mô hình xu hướng và nó được. Và cái việc 1 hay không ở đây, 1 hay trừ 1, nó là cái mà mình đánh giá cho cái việc nó có ok hay không các bạn. Nó có thỏa mãn, nó có pass qua cái bước này hay không. Nó đơn giản là như vậy thôi. Còn chúng ta vẫn phải kiểm tra là cái cổ phiếu này, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi rằng là cái cổ phiếu này có thật sự là cổ phiếu có nền tảng hay không. Chúng ta không nhất thiết phải đi sâu hoặc các bạn. Đi sâu có nghĩa là chúng ta phải trả lời câu hỏi là cổ phiếu này thật sự có nền tảng nó như thế nào. Là lúc đó chúng ta đi vào cái bài toán định giá chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ phải quan tâm sâu hơn về cái việc là cổ phiếu này thật sự có nền tảng như thế nào.
Còn trên hệ thống mà mình đang chia sẻ các bạn thì chỉ cần trả lời câu hỏi đó là cổ phiếu này có thật sự có nền tảng hay không thôi. Hay không, câu hỏi yes no question. Đó, thì với bản thân mình đánh giá tuy là nó có một vài cái vết gợn, giống như là cái EPS của quý gần nhất nó đang âm. Cái này mình đã có chia sẻ các bạn rất là nhiều trên kênh của mình các bạn nhé. Và một cái việc đó là cái EPS của quý gần nhất nó đang âm, thì đó là một cái điều mà nó có thể coi là tiêu cực, mà bản thân mình không muốn thấy ở một cái cổ phiếu mà bản thân mình lựa chọn. Tuy nhiên với cổ phiếu này thì các bạn biết được rằng là cái quý 4 năm 2023 á, nó đã trôi qua đâu đó 2 tháng rồi. Thì với mình thấy được rằng trên cái biểu đồ này, cái việc mà nó hấp thụ cái lượng cung nó như thế này là cái việc mà nó thể hiện được rằng đó là cái bức tranh EPS nó đã được thể hiện vào trong cái giá này rồi. Nếu mà nó tiệm cận đến cái ngày mà công bố á, thì nó có thể nó tiêu cực hơn. Tuy nhiên với cái việc mà nó công bố sau một khoảng thời gian đâu đó 2 tháng rồi, thì có thể là cái bức tranh hiện tại nó đã thể hiện cái báo cáo tài chính, nó thể hiện cái bức tranh tài chính của quý tiếp theo rồi các bạn, có nghĩa là quý 1 năm 2024 rồi. Thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được cái điều này là nó ok với cái hệ thống của mình các bạn, cùng với cái việc mà chúng ta xét thêm các yếu tố khác nữa. Rồi, một cái chỉ báo đó là chỉ báo ATR. ATR có nghĩa là mức độ biên độ dao động trung bình của cổ phiếu. Và mình quản lý cổ phiếu dựa trên cái biên độ dao động trung bình chứ không phải dựa trên phần trăm nha các bạn. Đó, và cái việc mà 3 ATR cổ phiếu này vượt lên trên 10%, cho nên là mình sẽ lấy cái mức rủi ro tối đa cho cổ phiếu này có mức R các bạn, và mình hay nói với các bạn đó, đó là 10%. Sau bước sau nó sẽ có cái phần đó. Rồi, cái mẫu hình ở đây mà mình đang thấy đó là cái mẫu hình VCB, có nghĩa là nó là cái mẫu hình thu hẹp về biến động từ trái qua phải, và nó thể hiện được rằng là nó có cái sự hấp thụ cái lượng cung của thị trường từ trái nền giá qua bên phải nền giá cho đến cái thời điểm mà trước cái điểm fiber, các bạn thấy được rằng nó có cái sự cạn kiệt. Thì cái đó là cái mà mình muốn thấy ở trên cái bức tranh về mặt mẫu hình của cổ phiếu này. Và cái nền giá nó diễn ra đâu đó trong vòng 53, có nghĩa là 50 phiên đấy các bạn. Và mức sụt giảm của nó là 16%, và nó có hai lần thu hẹp chính. Và mình cũng rất là quan tâm đến cái nền giá cuối cùng. Thì trong cái nền giá cuối cùng mình sẽ quan tâm đến rằng cái khối lượng của cái nền giá cuối cùng, có nghĩa là trước cái điểm fiber, trước cái điểm nền giá cuối cùng này, cái khối lượng của nó có cái sự gọi là thắt chặt như thế nào kèm với giá và khối lượng. Thì giá nó có thắt chặt là trừ 5.76%, và cái khối lượng nó có sự thắt chặt đâu đó 70% so với trung bình nha các bạn. Đó là một cái tỷ lệ mà bản thân mình thấy được rằng nó rất là ok các bạn. Rồi mình sẽ quan tâm đến hai cái đường. Thứ nhất là đường support last line, và thứ hai là cái đường kháng cự yếu nhất. Thì hai cái đường này xác định rất là dễ, nó dựa trên cái nền giá cuối cùng như thế này. Dưới cái nền giá cuối cùng thì nó là cái đường support gọi là của cái nền giá cuối cùng. Thứ hai đó là phía trên của cái nền giá cùng với cái đường xéo, cái đường trend line mà của cái nền giá cuối cùng, thì chúng ta xác định được cái đường kháng cự yếu nhất. Và nó sẽ có hai cái mức giá như thế này các bạn. Rồi, xác định cái điểm pivot, xác định cái điểm mua các bạn. Thì ở đây mình sẽ phải đánh giá được đó là cái phiên ngày hôm nay ấy, nó đóng cửa tốt hay xấu. Đó, thì các bạn biết được rằng là nếu trong phiên ấy, thì chúng ta chưa có thể xác định được, chỉ có cuối phiên chúng ta xác định được thôi. Mà thường chúng ta sẽ mua ở đâu các bạn? Chúng ta mua trong phiên pivot, chứ không phải là chúng ta mua là sau cái phiên này hoặc là phiên sau chúng ta mới mua, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà giá lên tới đây thì các bạn thấy được rằng nó thỏa mãn tất cả yếu tố rồi, thì hoàn toàn có thể mua vào. Đặc biệt là cái yếu tố này các bạn này, đặc biệt là các bạn thấy được rằng cái khối lượng đó là thỏa mãn điều kiện là trên 150% so với trung bình, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua trước phiên. Và chúng ta chấp nhận bài toán rằng là cuối phiên nó có cái sự rút ngược lại, và lúc đó nó có một cái phiên đóng cửa xấu giống như trường hợp này. Tuy là nó không có xấu lắm, tuy nhiên bản thân mình dựa trên cái góc nhìn như thế này thì nếu mà đóng cửa dưới 2/3, có nghĩa là không phải nằm ở top 1/3 của phiên trong ngày, thì nó là đóng cửa xấu. Thì với TIG ngày hôm nay nó là có một phiên đóng cửa xấu. Tuy nhiên nó cũng không thể hiện được điều gì ấy các bạn. Nó hoàn toàn có thể vẫn là một cái điểm pivot tuyệt vời là điều bình thường các bạn. Và cái điều đó vẫn thường xuyên xảy ra thôi. Và khi mà chúng ta chấp nhận mua sớm thì chúng ta phải chấp nhận cái bài toán là nó có cái xác suất đóng cửa xấu các bạn. Rồi, phần khối lượng các bạn nhé, nó đạt 411,8% so với khối lượng trung bình. Và cái khối lượng này mình kiểm tra mình thấy được rằng là nó là cái khối lượng đâu đó rất là lớn trong vòng 2 năm vừa qua. Bảo thường nhận tốt các bạn, có thể top 1 luôn trong vòng 2 năm vừa qua. Thì
nó thể hiện được rằng ở đây có một cái lực cầu rất là mạnh và có cái dấu chân của nhà đầu tư tổ chức. Chỉ có những nhà đầu tư tổ chức mới có cái hành động, mới có cái thanh khoản, tạo ra được cái thanh khoản lớn như thế này được các bạn. Và việc của chúng ta là nhận biết cái điều đó, và cái việc mà chúng ta đặt cái điều kiện đó là cái khối lượng tại cái điểm fiber nó phải trên 150% để làm sao nó có thể gọi là nhận biết được rằng, nó có thể thấy được rằng đây là cái dấu chân của một nhà đầu tư tổ chức các bạn. Rồi tiếp theo các bạn là ở đây thì mình đặt cái số vốn của mình đang fix cố định nó là 100 triệu. Nó là một cái bài toán mà mình đặt ra để cho nó sát với thực tế các bạn, để chúng ta xét các phần sau cho nó sát với thực tế đó. Còn cái việc mà cái số vốn của các bạn bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái việc mà các bạn set up ở trong cái bài toán của các bạn nhé. Rồi cái phần trăm tài khoản mà mình phân bổ cho cái cổ phiếu này, mình cũng fix cố định nó là 10% trên cái channel của mình. Cái stop loss định hướng ở đây là 10%. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là mình sẽ xét dựa trên hai điều kiện, thứ nhất là 3 ATR và thứ hai là 10%. Cái điều kiện là đứng trước thì mình sẽ lấy cái điều kiện đó, thì 10% đứng trước mình sẽ lấy cái điều kiện là 10%. Và cái điều này nó làm cho cái mức rủi ro tối đa đó là 1% trên tài khoản các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ biết được số tiền mà các bạn phải chi ra để mà mua cổ phiếu này là bao nhiêu. Cái thứ hai là cái rủi ro mà các bạn phải chịu là bao nhiêu. Rồi các bạn có được cái stop loss định hướng. Đó, tất cả những cái điều này đó đều là định hướng các bạn nhé. Bởi vì các bạn chưa có NG cho nên các bạn khi mà có NG các bạn phải quy ngược lại. Rồi từ đây các bạn sẽ xác định được cái vùng gọi là Pivot Zone, là cái vùng mà các bạn có thể mua để mà các bạn có được cái điểm SL nó tối ưu các bạn. Và cái Pivot Zone ở đây thì mình có xác định trên cái biểu đồ nó ở đây các bạn này. Ở đâu đó sau khi mà nó vượt qua cái đường kháng cự yếu nhất đó là ở đâu đó 12.620 cho đến 12.980 đó, thì cái vùng này mình gọi nó là cái vùng Pivot Zone, là chúng ta có thể mua ở trong cái vùng này các bạn, để mà chúng ta có được cái setup một cái SL tối ưu. Rồi một cái điểm mua sau cái Pivot Zone, chúng ta có một cái điểm mua, một cái điểm entry mình đang lấy là 12.79, là cái mức mà đâu đó đóng cửa trong cái phiên ngày hôm nay nha các bạn. Rồi cái ngày mua đúng không ạ? Và cái size ở đây chúng ta sẽ có một cái size, một là ba cái size, thứ hai cái size đầu tiên, ba cái size đầu tiên nó chỉ là cái size định hướng thôi. Nó phụ thuộc vào cái gọi là, thứ nhất là cái size đầu tiên là nó phụ thuộc vào cái gì các bạn? À cái phần trăm này các bạn này, cái phần trăm các bạn set up ấy, cái phần trăm các bạn cho rủi ro cho cái cổ phiếu này. Rồi và cái phần trăm mà và cái mức giá mà các bạn entry ấy, thì các bạn có được cái size đầu tiên. Size thứ hai ấy, nó phụ thuộc vào cái việc mà nếu mà 3 ATR nó nhỏ hơn 10% ấy thì các bạn mới share được size 2. Còn nếu mà với trường hợp này nó lớn hơn ấy, thì các bạn size 2 với size 1 nó bằng nhau. Đó, và các bạn có được cái stop loss mà theo cái setup các bạn nhé. Theo cái setup thì ở đây mình đang lấy đây là 11.69, là nó cao hơn cái mức mà mát một xí, đó là 10.49%. Và cái mức stop loss này nó cũng là R luôn các bạn. R có nghĩa là cái mức rủi ro mà chúng ta phải chịu cho cái lệnh này là bao nhiêu phần trăm, thì mức stop loss này nó bằng cái R. Đó, cái size 3 có nghĩa là chúng ta xét đến cái trường hợp đó là cái cổ phiếu này là cái phần dựa vào cái phần trăm này nữa các bạn này. Cái phần trăm mà mình lấy nếu mà nó là 10% chẳng hạn thì cái size 3 của nó là nó sẽ bằng cái size 2. Đó, tuy nhiên ở đây nó hơn 10% thì cái size này nó sẽ có một cái size nó lớn hơn, nó bé hơn nha các bạn. Đó thì ở đây các bạn có thể lấy một cái con số nó bé hơn, đó là 700. Các bạn sẽ lấy cái khối lượng là 700. Và lúc này cái số tiền các bạn chi ra là đâu đó không phải 10 triệu mà là 8.9 triệu thôi, 8.953. Đó, và nó chiếm 8.95% tài khoản của các bạn. Và các bạn sẽ chịu rủi ro, mức rủi ro đâu đó là -0.94%. Đó, cho cái lệnh này. Và các bạn nhớ lưu lại cái setup này, bởi vì trên TradingView nó có thể là có những hành động giống như là khi phát hành thêm cổ phiếu nó nhảy giá chẳng hạn, thì lúc đó cái biểu đồ của các bạn nó sẽ bị xê dịch, cho nên là các bạn sẽ không có được cái thông tin. Các bạn lưu lại như thế này thì sau này các bạn sẽ biết được rằng là vào thời điểm đó các bạn đã suy nghĩ như thế nào để các bạn setup một cái lệnh nó như thế này. Đó, thì đây là toàn bộ những gì, một cái điểm setup, một những cái thông tin mà mình setup cho cái điểm, cho cái cổ phiếu TIG của cái phiên ngày hôm nay, và dựa trên hoàn toàn trên cái góc nhìn của cái hệ thống giao dịch Terra tăng trưởng mà mình chia sẻ trên cái kênh của mình. Đó, mình hy vọng rằng các bạn có thể nhận được nhiều cái thông tin hữu ích, cũng như là nếu các bạn thấy được cái video này hay thì hãy nhớ để lại cho mình một cái subscribe và
những cái tương tác nhé các bạn. Đó là cái sự động viên rất lớn cho mình tiếp tục làm những cái video mà nó chất lượng hơn gửi đến các bạn. Đó, mình hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.